Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Chào mừng quý vị và quý cư dân đã trở lại với bản tin tuần của Ban Quản lý Tòa nhà Chung cư Bảo Xuyên, bản tin số 69. Nội dung bản tin tuần này chúng tôi sẽ thông tin từ quý vị và quý cư dân về chuỗi hoạt động lễ chùa và từ thiện đầu năm diễn ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2010 vừa qua. Thưa quý vị và quý cư dân, Tết đến xuân về là khởi điểm đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát khao mới tốt đẹp. Và vào dịp đầu xuân năm mới, người Việt Nam thường có phong tục lễ chùa đầu năm. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người dân Việt Nam. Cửa chùa đất Phật vốn là chốn bình yên thanh tịnh với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền lo âu của năm cũ và cầu mong một năm mới may mắn hạnh phúc. Người Việt Nam tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau đó bao nhiêu vất vả của cuộc sống mưu sinh. Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, người chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Trên tinh thần ấy, cư dân chung cư Swing và Tịnh Sáng Ngọc Thanh cùng với ban quản lý tòa nhà đã tổ chức hoạt động lễ chùa và từ thiện đầu năm. Đúng 6 giờ sáng, hành trình bắt đầu, xe lăn bánh tới núi Bà Đen cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 km. Tại đây có ngôi chùa Bà Đen nổi tiếng với sự tích Thánh Mẫu Phật Bà Tây Ninh. Đây là quần thể di tích trải rộng trên 24 km², gồm 3 ngọn núi: núi Bà, núi Phụng và núi Heo, với hàng trăm hang động, chùa đền, trong đó nổi tiếng nhất là Linh Sơn Tiên Thạch. Điểm đến tiếp theo của cả đoàn là chùa Hoàng Pháp, là một ngôi chùa lớn ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Cho đến nay, chùa Hoàng Pháp nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo ở Sài Gòn và các vùng lân cận đến tham quan và tham gia các khóa tu Phật thất. Năm mới với những ngày đầu tiên tốt lành sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn cho cả năm. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người. Do đó, những hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, tháng riêng cũng là tháng hành hương, viếng chùa đầu năm, cùng cầu chúc cho một năm mới vuông tròn, chia sẻ niềm vui với người thân và bạn bè, những điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống tâm linh của nhiều người. Viếng chùa lễ Phật đầu năm, tâm hồn của mỗi người đều hướng về chân thiện mỹ, không chỉ cầu bình an hạnh phúc cho bản thân, gia đình mà còn cho cả mọi người, một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc đáng được gìn giữ và phát huy. Kết thúc cuộc hành trình, cả đoàn ghé thăm mái ấm Mây Ngàn, chùa Cẩm Phong, nơi hiện đang nuôi dưỡng 160 bà cụ neo đơn bệnh tật, không nơi nương tựa, không người chăm sóc và 74 trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Trong không khí ấm áp tình người, cả đoàn đã có thời gian ngắn trò chuyện cùng với sư thầy Thích Đình Tánh và dùng bữa trưa tại đây. Những túi quà được dành tặng cho các cụ già và các cháu nhỏ, dù chỉ là những hộp bánh, túi sữa, có thể với những người bình thường như chúng ta thì sẽ không là gì quá khó khăn. Nhưng với những mảnh đời cô đơn và nhiều bất hạnh thì đó lại là những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Nhìn những gương mặt tươi, những nụ cười rạng rỡ khi nhận được những món quà của chúng tôi đã mang đến cho tất cả những cảm giác thật khó tả mà có lẽ chỉ có ai có mặt tại nơi đây mới có thể hiểu hết được. Cảm ơn quý vị và quý vị dân đã quan tâm theo dõi bản tin tuần này chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.